Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợi nghe các bạn. Hiện nay là nói về tính diện tích tam giác vuông cân khi biết cạnh huyền. Thì thứ nhất các bạn phải biết tam giác vuông cân là tam giác như thế nào. Đây, A, B, C. Thì tam giác A, B, C vuông cân tại A. Thì vuông là góc A bằng 90 độ. Cân cho thấy cạnh AB bằng cạnh AC. Được chưa? Và các bạn cần nhớ thêm đó là công thức tính diện tích của tam giác thì bằng 1/2 chiều cao nhân cạnh đáy. Mà ở đây chiều cao chính là AB nè, và cạnh đáy là AC nè. Mà hai cạnh này bằng nhau nên nó sẽ bằng 1/2. Theo tam giác ABC thì đó chính là AB bằng 1/2 cạnh góc vuông bình phương bằng 1/2 cạnh góc vuông bình phương. Ok chưa? Đó là công thức tính diện tích của tam giác vuông cân. Nhưng bây giờ người ta nói rằng tính diện tích tam giác vuông cân khi biết cạnh huyền. Cạnh huyền đây, cạnh huyền là cạnh đối diện góc vuông. Vậy là mình cho cạnh BC. Thì các bạn phải nhớ tam giác vuông cân chính là nửa hình vuông. Vậy là cạnh huyền, các bạn phải nhớ nha. Cạnh huyền sẽ bằng cạnh góc vuông nha, góc vuông nhân căn 2. Vậy từ đây mình suy ra cạnh góc vuông sẽ bằng cạnh huyền chia căn 2. Rồi thì các bạn áp dụng công thức diện tích của tam giác vuông cân sẽ bằng 1/2 cạnh góc vuông bình. Rồi các bạn thay cạnh góc vuông bằng cạnh huyền chia căn 2. Vậy bằng 1/2 nhân cạnh huyền bình chia cho căn 2 bình nữa ra là 2. Vậy sẽ bằng 1/4 cạnh huyền bình. Được chưa? Vậy muốn tính diện tích tam giác vuông cân khi biết cạnh huyền thì sẽ bằng 1/4 nhân cạnh huyền bình. Ok chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.